15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Thì bây giờ là 16:02. Bây giờ 15m sẽ cùng bà xã của 15m sẽ nhâm dầu như hấp đen cho cậu nha, trước khi ra về. Ở đây em Lâm là cô ha, để đến biết mọi cuộc sống nào. Đại đồng trọng chủ sư đây găng thàn quả nhân to bài ra ngàn bỏ tháp nhân quá sợ tay khi ta tìm bộ đại đến trắng mây thân và bí huệ mở mà rồi đây nắm quân đều không mà có chạy đâu à? Đây có đường của cậu Nam chạy tiếp. Chờ các cô đi, chờ các cô tí xíu mà mình hát. Tay vào bớt con đây ra. Tình đang nhiều quá. Ai nên gọi trên công giới là hào ngài thương chân ngã vô công hồ anh chân nghề sao thân chân có đau trần cùng. Còn cái giấy ông anh Ngọc. Cây rồng không mà không nhạc ủa để đâu anh Ngọc? Chú à, chú chăm dầu. Hà Nội. Thì Hà Nội vô hết cô. Dạ. Trời ơi, từ qua Hà Nội vô hết cô. Trời ơi, quá xa luôn. Dạ. Còn quá nên mình không nghe được gì luôn. Các cô là từ Hà Nội. Từ Hà Nội vô. Là do là ái mộ cậu Năm quá.
Ủa em mới thấy chị hôm qua ăn kia tán đó mà. À. Trời ơi. Mình cùng nhà hả chị? Nhà cô bà. Cái gì ạ? Quen không ta? Dạ về rồi chị. À nay bắt lớn rồi ha. Nãy ông nghe ông đứng cái cầu Hà Nội luôn mà không có nghe gì luôn. Này bắt tới tối luôn. Cho chưa tới khỏi vào rồi. À, quá chói, thật sự là quá lớn. Hết dầu rồi vợ ơi. Sắp hết dầu rồi. Còn như ra dầu à. Oh.
đề bà phương bồ tát nam mô đại bồ đề bồ tát nam mô đại bồ đề bồ tát nam mô. Trời đến rồi. Chị nghe nhẹ lỗ tai không? Bữa nay cái máy nó bị lỗi cho nên nó phát hơi trễ một xíu. Trước sau gì cũng về với các bụi phải không chị? Bữa nay đốt cho cậu Năm 4 cái đèn thôi, 2 cái đèn lớn với 2 cái đèn. Chàng tàu ráo máng luôn. Nó không ra anh ơi, nè. Mà lấy cái cước. Cái cước hả? Ừ. Mình phải mua cái đồ trà rửa chén á. Cà bông rửa chén hả? Ủa mà mình đâu còn cái show nào đâu. Đâu?
ngờ chỉ hướng không biết luôn á. Có miếng nước rồi nè, lấy xà bông. Lấy miếng xà bông thử anh ơi. Ủa sao đây có lông cống á nè. Trời ơi, sao mà dùng lông cong tùm lum ta. Cái chai xà bông cộng anh. Ừ, thôi đi vô. Để lấy nước nhiều nhiều một xíu. Cái nào không cần thiết thì mình bỏ ra. Mà chiều nay bảo vệ vô ngắm cái bàn thờ rồi, mẹ là sắp tới đây chọn luôn. Bàn gà. Chưa đến này chi cái gì đây. Ra đó. Này là này không ra nó bỏ lại luôn. Khó ra đó. Mà như hết xà bông phải còn sao? Bởi vậy, lấy hết. Cái chậu này mà nó không dơ thì nó sẽ đẹp lắm. Hả? Ờ cái này là bốn chậu long long nguyên phộng á. Phần cá nó phần cá hay chứ nó không phải từ cá đâu, nó từ tép á. Ừ. Chị có lên bảo tàng chưa? Nhớ rủ em người hay người nha.
không, nó cũng dễ ra lắm, nhưng mà có điều cái nào mà nó nặng quá thì nó không ra nổi. Bạn chị câu này hình như là dính nhiều nhất nè. Em thấy trắng không? Đánh lừa lỗ tai á. Hình như còn 2 miếng nữa. Cái chậu này mà sơn cái màu đen nhưng bảo đảm là hết dơ luôn á. Hai bữa nào mà lấy cái màu đen cho mình sơn đó luôn. Cái mùi phân cá này hôi quá ha. Coi cứ mày giết coi đỡ. Giật cái này vô đây đi. Cái bàn thờ hả chị? Không có bàn thì toàn thì mình cũng giải trí cho cậu. Đúng rồi.
coi chừng tối nay nó vô nó bấy. Hình như chưa 5 giờ mà. Tung mà sớm mà, chưa 5 giờ. Mấy chị đi thăm cậu Năm. Sao vậy là sao anh? Tại vì em sao? Thôi vậy mai mình nấy em lên đây. Thôi mình dẹp đi. Cũng cơ bản cũng xong rồi. Tại vì giờ bên ta làm. Đi. Rồi đến đây thì 15 hết, Bình Dương xin phép và tạm dừng video này tại đây. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video này sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.